Xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Vụ năm 2023, xin trân trọng kính mời đồng chí ạ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các chủ nhiệm hội nghị, tài liệu gửi các chị hợp đồng của các kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2007-2022 và nhiệm vụ trên nhiệm kỳ 2022 trực tiếp trong hội nghị cũng như trong các báo cáo. Thống nhất các nước trong tỉnh, tình hình kinh tế, hoạt động công đoàn giúp tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của ban thường vụ liên đoàn lao động các cấp công đoàn, tổ chức các phong trào thi đua tăng cường công tác xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong các cơ quan đơn vị và tổ chức công đoàn càng vững mạnh. Bên cạnh đó,